Chào anh, đây là đơn cái đơn đi kèm chung với anh với hai cái giảm tóc á. Thì shop test nha, test cũng là video bảo hành cho anh, bảo hành 12 tháng hết nha hai bộ này. Tốc độ đầu ra thì khoảng 60-70 vòng một phút nha, anh xem lại giùm em. Hôm qua shop báo hình như gửi khoảng 100 hay sao, hình như báo nhầm. Ở 24V nha. Nếu anh cần nhanh hơn thì có thể xài nguồn 36V hoặc là 48 chẳng hạn. Chạy êm ru nha, chạy êm ru. Rất là nặng luôn. 120W.